Hai mọi người, lại là Thạch đây. Hôm nay thứ năm, ngày thứ năm hạnh phúc, ngày mà mình được mong muốn chia sẻ cho anh em tất cả các cái hiểu biết của mình và các cái gọi là những cái vấn đề mà anh em hay thắc mắc. Trong tuần thì mình có hay ghi chú lại tất cả các cái câu nói, câu hỏi của anh em á. Thì ngày thứ năm, cái ngày mà mình sẽ bỏ cái công việc đóng bên của mình qua bên, là cái ngày mình sẽ làm, một là mình hướng dẫn chia sẻ cho anh em những cái gì đó, hoặc là giải đáp những cái thắc mắc của anh em trong tuần. Thì hôm nay ngày thứ năm thì có một cái gọi là anh khách quen của mình rất là vui tính luôn đó. Thì ảnh có mua bên của mình, thì ảnh mua bên Makita của mình anh xài ok, thì ảnh có nhắn tin và anh có gửi vô cho mình một cái máy đó. Thì chút xíu nữa anh em coi, anh em sẽ biết tại sao mình mắc cười. Đó là ảnh coi video của mình chia sẻ cách đóng pin, thì ok, anh cũng mày mò, anh cũng nghiên cứu, anh cũng đóng. Nhưng mà khi anh mở cái máy ra xong thì kết quả là ảnh chụp cái hình xong rồi ảnh có làm sao là ảnh gửi cho mình vậy, tức là tháo máy ra rồi ráp lại luôn, được luôn, nhưng mà được một cái máy riêng và một cục pin riêng và một cái bịch riêng. Và ảnh gửi cho ảnh nói là xử lý giùm ảnh đi. Máy này là máy lần đầu tiên ảnh đi bãi, ảnh mua được một cái máy khá mới về, ảnh sạc pin luôn, ok, đây nọ đầy đủ, nhưng mà bấm thì quay đó, bấm không tải á thì quay ngon lành, nhưng mà sau xài thì bỏ vô con vít, bấm quay đúng một vòng vít là nó ngưng đó. Thì trong video này mình cũng sẽ nói và chia sẻ lại cho anh em hiểu luôn. Còn trong hàng ngày á, mình hay trả lời tin nhắn của mọi người vào buổi sáng, thì có những cái tin nhắn là nó gây bằng lầm, nó cao hơn cái hiểu biết của mình nhiều. Thì nói thiệt với anh em, biển học nó là vô biên, chứ nó không thể nào mà người nói là biết và hiểu hết đâu. Mình chỉ nói vấn đề biết thôi ha, biết nó còn xa hơn là hiểu, tức là từ biết tới hiểu nó xa nhau lắm. Mình chỉ gì tạm dám nói là mình biết cái gì, mình chia sẻ cho anh em cái đó thôi, chứ còn những cái cao hơn thì ok, mình sẽ đi học. Mình hứa với quý bác, quý chú, quý khán giả và tất cả các anh em đi qua, mình sẽ không ngừng, mình học hỏi mỗi một ngày, mình học tốt hơn 1% thôi, mình học hỏi, mình trau dồi, mình tìm hiểu thôi. Thì mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái đó, thật sự nói là biết thôi nha, không dám nói là hiểu đâu đó. Thì video hôm nay mình sẽ làm cái gì thì sẽ có trong video, và anh em chịu khó theo dõi video sẽ biết thôi. Còn cái tiêu đề video hôm nay mắc cười lắm đó, chút xíu nữa mình, tại vì mình ảnh gửi cái hình qua cho mình coi, thì cái thùng hàng của anh đóng, mình đóng làm sao mình để đi lại vậy luôn á. Bây giờ thì anh em chịu khó xem với mình ha. Chào anh em, mình là Thạch, chủ shop 8811, cũng là chủ kênh 8811 luôn. Xin kính chào anh em. Đây anh em, đây là cái thùng hàng của ảnh đây. Thì tất cả các máy khách mà khi mà người ta có nhu cầu đóng pin hay là người ta có nhu cầu làm cái gì á, anh em người ta gửi vô thì mình đều để riêng cho khách như vậy, và được xếp từng thùng, từng thùng, từng thùng, có ngày có giờ hết trơn á. Thì hàng tuần thì mình nói thật là mình chỉ có đúng ngày thứ năm, là mình sắp xếp được đúng ngày thứ năm, là cái ngày vừa lên video, vừa chia sẻ và giống như là gửi đến anh em những cái hiểu biết của mình, những cái hiểu biết bé nhỏ của mình thôi, thật sự mà nói là như vậy. Tại vì cái biển học thì nó vô biên lắm đó, thì mình cứ học 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 và làm thôi. Cũng may là anh em cũng thương, thì người ta hay đưa tới những cái món đồ cho mình làm, thì đó là một tuần mình làm được đúng có một ngày thứ năm thôi. Còn các ngày còn lại thì mình phải lo cái công việc riêng của mình nè, rồi mình còn phải đóng pin để mình gửi cho khách nữa. Tại vì hàng ngày á, mình đóng pin khá nhiều, một ngày mình đóng trung bình khoảng từ 10 cho tới 15 khối pin là cái mức trung bình á đó. Nên thành ra là sẽ không có rảnh, nên là nhiều anh em khi mà gửi máy vô, mình có nói trước là mình hẹn cả tháng luôn á. Có anh em người ta gửi mấy tháng rồi, có một cái anh ở trên Đà Lạt, Lâm Đồng á, cái anh đó là mình có tội với anh nhất luôn. Anh gửi máy cho mình cả chục cái máy á, mà gần nửa năm rồi mình chưa có làm xong cho anh nữa. Tại vì vấn đề như thế này là có mấy cái pin Makita 6 cell á, thì mình đang tìm một cái cách nào đóng cho nó hợp lý nhất và nó đẹp nhất, hiệu quả cao nhất cho anh. Thì qua video này cho em xin lỗi anh nha anh Bình, em sẽ cố gắng em làm cho anh. Máy của anh thì em làm xong rồi, phục hồi lại hết rồi đó. Còn pin thì em nghiên cứu xong cái Makita thì em sẽ làm cho anh. Tại vì những cái cách làm trước đây em không có thích lắm nên em không có dám làm. Thì bây giờ em sẽ nghiên cứu, thì trong thời gian sớm nhất em sẽ đóng, em gửi lại cho anh. Thành thật xin lỗi anh nha anh Bình. Đó.
em chỉ có dám nói với anh vậy thôi, em đang nghiên cứu. Rồi thì bây giờ quay lại vấn đề, đây là cái cục hàng của anh này là anh khách quen luôn ha. Đó, anh đã gửi cho mình cũng bữa nay là 3 tuần rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra cho anh em xem coi nó vui như thế nào, tại vì cái hình của ảnh tiếu lắm. Rồi bây giờ mình sẽ gửi anh em ha. Mình tiếu đây không phải là mình chọc ghẹo gì anh em ha, mà tức là đây chính là hình ảnh của mình cách đây 8 năm về trước, y chang vậy luôn đó. Rồi nó vui vui thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra anh em coi ha. Đây anh em, đây là cái thùng hàng của anh, bây giờ mình sẽ khui ra. Cái này mình làm cái này xong mình nhớ lại cái kỷ niệm vui lắm, 8 năm trước của mình y chang vậy luôn. Bởi anh mình nói mà, cái gì nó cũng phải bắt đầu từ từ. Đây đó, đây là nè, một bịch đó. Thấy chưa, máy nè, pin nè, cái đầu đó. Đó anh kỹ lắm luôn á. Đó anh gói nè, đó. Và đây hay là cái bịch mà anh nói nè, đó anh gửi cho mày một cái máy, cục pin và một bịch đó, trong video là trong cái tin nhắn Zalo là vậy đó. Thì đây là cái hình ảnh mà đúng 8 năm về trước của mình, cũng y chang vậy luôn. Lúc mà mình đi gọi là đi nghiên cứu và tầm sư học đạo á, cũng tháo máy ra xong rồi gom lại một bịch đưa cho ông thầy đó. Thì ông thầy hồi xưa ông cũng cười mình y chang vậy, nhưng mà bây giờ mình không phải là gọi là cười, nhưng mà mình thật sự mình nói ở đây là cái điều chung của tất cả các anh em mà mình mới chấp chững mình vô nè, mình đam mê mình yêu thích thì mình sẽ làm được thôi. Cứ coi như thật là người không có biết gì hết đi, mình sẽ lấy cái cảm giác của một người mới mà mình sẽ làm và chia sẻ cho anh em cái biết của mình. Lặp lại ha, cái biết của mình không nói cái hiểu của mình ha. Rồi ok, đó đây là cái bịch của anh. Thì bây giờ mình hôm nay mình sẽ tiến hành mình vệ sinh phục hồi, đóng lại pin mới, restore lại cái này cho ảnh ha, và chia sẻ với anh em luôn. Để mình coi đây là cái máy, à đây là máy Sheet 14.4V. Máy này là hàng nội địa Nhật anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật á. Nếu mà nhìn bộ vỏ này thì cũng còn tương đối mới, thì chắc ảnh nhìn bề ngoài ảnh mua thì chắc là anh thấy anh thích nè. Nhìn rất là cứng cáp, tem thiết cao su còn liền lạc trơn á. Rồi đây là cái kết quả của ảnh đây. Rồi không sao đâu nè, không sao đâu nha, em sẽ làm hết khả năng của em sẽ phục hồi và review lại cái máy kỷ niệm của anh em. Thật sự có một số anh em người ta đi bãi á, người ta mua máy á, không phải vì người ta tiết tiền đâu, mình biết cảm giác mà mua một cái máy về phục hồi nó lại tút, nó mới ton can sèo an lại để mà xài được nó sướng lắm đó. Đồng cảnh ngộ, đồng quan điểm và đồng sở thích. Hôm nay em sẽ làm, em sẽ làm cho anh và chia sẻ với anh em. Cứ một tuần đi, ngày thứ năm mình sẽ chia sẻ, ít nó tích thành nhiều. Một tuần một video về chia sẻ này, làm phục hồi riết cái từ từ, cái mình có nhiều video anh em tham khảo cũng dễ anh em ha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình làm anh em ha. Do là video này làm sẽ hơi dài đó, nên là mình sẽ làm và mình nói cái công thức và mình nói cái cách thôi đó. À, đầu tiên là mình sẽ ngâm cái phần vỏ này ha, với lại những cái gì nó thuộc về đồ nhựa mình sẽ để riêng ra. Còn những cái ví dụ như những cái cò kiết này nè, đó mình sẽ để nó qua một bên, đồng hồ mình sẽ sắp xếp lại đâu vào đó. Bây giờ mình sẽ xử lý trước cái phần này. Rồi ok, những cái này luôn nó cũng khá là dơ, nó cũng sẽ cần được vệ sinh luôn. Vệ sinh xong rồi mình sẽ xử lý tới nó. Rồi cái này quên, đây đồ nhựa đây. Đây, những cái khay này mình sẽ để những cái đầu kim loại đó. Những cái hộp này là mình sẽ để những cái đồ mà nhỏ nhỏ đó, ví dụ đây, đây cái này đầu kim loại để hồi mình sẽ rửa. Đây, ảnh tháo ra nó bị dính dờ dữ lắm luôn, nó xét rồi được đó, mở bò nó vón cục rồi, làm mấy cái này nó dơ dữ lắm. Đó, đây, những cái này dùng nhựa nè, đổ vào đây.
đó, mình sẽ lựa đây anh em coi. Đó, lâu ngày nó đã vón cục, nó đã xét xẹt đồ hết trơn, nhưng mà mấy cái này phục hồi lại đã lắm á. Đó. Đó, mình sẽ quay sơ lược thôi ha, khi nào mà làm tới những cái gì mà nó gọi là rõ ràng á, mình sẽ sơ cho anh em coi, anh em yên tâm. Ốc vít sẽ để qua bên. Sạc sạc như vậy luôn á. Nhưng mà anh em nhìn đi, đồ Nhật hay khác, cuộn từ đồ bạc đàn đâu người ta, còn em ru. Đó, cái này vệ sinh mở bò đầu lại này nọ đầu lại ok. Cổ góp rồi nó cũng phải sát, còn cái này đó. Nhìn nó sát sát vậy thôi, mình vệ sinh sạch sẽ là nó sẽ mới lại liền á. Ha. Rồi cái này nó thuộc về phần tư bên này. Đó, mình sẽ bỏ riêng ra. Khi anh em làm nhà cũng vậy, anh em để những cái này riêng ra một bên à. Tại vì những cái này nó thuộc về từ và cuộn thì nó không có nằm trong cái bên này, vì đầu nhựa đấy riêng thì đó, mình để làm ba như vậy nè, thì mình sẽ lúc mình làm nó sẽ dễ hơn. Rồi sau đó mình hãy sắp xếp lại, tại vì cái này anh đã tháo sẵn rồi nên mình sẽ không có sắp xếp lại. Khi nào mình làm xong á, mình sẽ sắp xếp lại từ đầu tới đuôi để mình ráp cho anh em coi ha. Rồi thằng ốc này qua đây luôn, cho mình tắm rửa luôn, này nằm đây luôn đó. Cái này nè, nó phần điện sẽ để bên đây, ba hộp chia làm ba ha, phần nhông, động cơ, búa, các cái ốc vít với lại đầu búa nằm đây, này nằm đây đó. Rồi mình chia làm ba vậy, rồi phân loại ra xong rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình làm vệ sinh từng phần ha. Còn cục bên này nữa, cục bên này nó sẽ nằm riêng qua đây luôn. Ok, đây là cái vỏ pin khi mà mình đã tháo ra nè. Cái này phần nhựa mình sẽ cho nó qua đây để mình tắm rửa, mình vệ sinh nó. Còn đây là cái khối pin nè, đó, dung lượng của nó là 1500 12V đó, một cục pin niken á, NCD nè anh em thấy không, nó là dung lượng là 1500 mAh đó. Thì đây nó là 10 cell mắc nối tiếp, nó sẽ ra 12V. Thì cái pin này mình sẽ bỏ nó đi, mình sẽ không có xài nó đó, mình sẽ đổ qua pin li-ion thì dung lượng sẽ tăng từ 1500, mình sẽ làm thành khối pin 14V đó, 14V dung lượng là 5000 mAh đó. Anh em theo dõi ha, dung lượng của cái niken dòng cũ thì nó là lúc nào cũng vậy, dung lượng nó rất là thấp mà nó nặng nữa. Mình sẽ đổ qua bên li-ion bằng cái vỏ pin này cho anh khách đó. Rồi mời anh em đón xem tiếp với mình ha. Còn cái này mình sẽ bỏ đó. Ok, mình sẽ giữ lại mấy cái chân tiếp xúc này thôi, trong quá trình làm video thì anh em sẽ thấy ha. Rồi anh em đón xem với mình. Rồi nguyên liệu để mà mình làm cái này thì gồm có rất là dễ thôi. Đây anh em mua cái bột baking soda này nè, anh em mua trên Shopee cũng được, hoặc là anh em ra mấy cái chỗ làm bánh mua cũng được, nó sẽ có bán. Bột baking soda này mình sẽ kết hợp với lại xà bông bột và nước ấm cộng với chút xíu nước lạnh vô là được. Đây mình xài Omo quyền thoại của mình đó, xới bay 100% vết bẩn trong lần giặt đầu tiên. Rồi mình sẽ bỏ nó vô đó. Anh em cái phần ở trong nó xét anh em chịu khó mình ngâm, bỏ vừa vừa thôi đó, những cái này. Rồi chút xíu baking soda vô nữa đó, mình đổ vào cái phần mà mình muốn làm vệ sinh á. Rồi hai cái đây là đủ rồi ha. Cái bước quan trọng tiếp theo đó là nước ấm anh em ha. Đây nước hơi ấm chút xíu đó, anh em để về anh em ngâm. Khi mình chà thì nó dễ rồi nên là mình chỉ nói cái công thức mà để cho anh em làm thôi đó. Mình kiếm cái thau nó vừa vừa cái máy vậy nè, nó vừa đủ sâu đó, mình ngâm cho nó chút xíu đó, ngâm cho nó chút xíu thôi. Mình ngâm xong chút xíu nè đó, mình sẽ thêm cho nó chút nước lạnh vừa thôi, nước bình thường á, cho nó vừa qua sắp cái máy là đủ rồi. Mình cứ thế mình ngâm, mình sẽ ngâm nó trong vòng từ 15 cho tới 30 phút đó nè. Mình cứ ngâm từ 15 tới 30 phút đi, rồi sau đó mình lấy ra mình chà nó dễ hơn đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình để riêng nó qua bên, mình xử lý tiếp cái phần kia đó. Bây giờ cứ để qua bên em ha.
Đây, đây là cái đầu sau khi mình đã tháo xong cái phần lò xo đó. Đó, nó lại bị xét như vậy. Thì mình vệ sinh ở phía trong như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ tẩy sơn cho nó trước. Đó, đây. Nè, mình dùng chai này nè, đó, dung dịch tẩy sơn ha. Trước khi mình làm thì do phía trong đó, nè, nó có cái ron cao su á. Cái ron cao su ngay cái đầu thao á. Đây nè. Trong này anh em để ý, anh em sẽ thấy có một cái thao. Đó, cái đây là cái đầu bạc để chống cho nó rơ gì cái đầu gỗ của mình á. Thì đó. Trong này nó có một cái ron cao su nè, đó mình xoay nè, xoay nó sẽ xoay. Trong này nó có một cái ron cao su. Đó anh em thấy không? Nhìn đen đen nè, đó. Ron cao su đó thì tốt nhất là anh em hạn chế nó ha. Hạn chế tránh khi mà mình đổ sơn á. Tẩy sơn thì mình phải kiếm cái gì mình đậy lại. Thì ở đây mình hay dùng cái dán đầu pin nè, nó vừa y luôn á. Đó. Làm thấy không? Nó vừa y luôn để nó chống cái hóa chất tẩy sơn này nè. Rồi, mình cứ để cho nó như vậy. Rồi, mình để yên đó chút xíu là được rồi. Để mình xử lý cái phần khác. Đó, rồi, anh em thấy nó sủi bọt không? Đó, nó đang sủi bọt, nó sẽ chốc. Rồi, mình để nó qua bên. Rồi, đó anh em,
sau một thời gian mình để cho nó đã chốc nhiều như vậy rồi, thì bây giờ mình sẽ lấy mình ngâm vô nước anh em ha. Anh em làm cái này thì cẩn thận, mình có cái kềm hay cái gì thì mình cầm, đừng có cầm tay ha. Cầm tay là nó sẽ bị ngứa lưỡi lắm, nó là xít mà. Đó. Mình thì mấy cái này mình để vào tay mình không có quen. Đó, mình sẽ bỏ vào đây. Rồi. Ngâm nước nó chút xíu thôi. Ngâm nước cho nó đi hết mấy cái này đi. Đó, sau đó mình nó sẽ chốc ra rồi đó, nó rồi rảnh lại thôi. Đó, anh em thấy không? Đó, nó chốc muốn hết luôn rồi đó. Đó, sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sơn luôn trước một cái lớp sơn lót. Trước khi sơn lót thì chúng ta nên đánh nó lại chút xíu. Đó, rồi, bây giờ mình làm xong cái phần này rồi. Đó, mình sẽ làm tiến hành mà làm từ từ. Cho anh em coi. Cái nước này mình bỏ nó đi, quăng qua đi. Mấy cái đồ quá chất này anh em làm. Nó ngứa dữ lắm luôn đó. Rồi. Đây. Đây nè. Đó, nó được về rồi đó, thấy không? Đó, chốc sạch sẽ hết rồi. Mình đang lấy cái một cái đầu cứa mình đánh lại chút xíu nữa. Đó, phần mặt trong của vậy nó cũng chốc nè. Đó, ha. Toàn bộ trong đây nó bằng sắt với bằng thau không à. Anh em đừng lo. Không có sợ gì hết á. Bây giờ mình sẽ lấy cái cước mình đánh, mình sơn phủ nó một lớp đi. Trước khi mình sơn thì mình khuyên anh em là nên dán cái chỗ này lại. Và dán cái chỗ này lại luôn là nó sẽ không có sao đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm. Anh em đợi mình chút xíu để mình đi lấy đồ. À, đây mình sẽ sử dụng cái đầu mài này nè anh em. Đó. Đây. À, mình đã đánh xong cái phần ngoài rồi thì nó còn lại một chút xíu mấy cái phần mà nó dơ dơ á. Thì tiếp theo chúng ta sẽ dùng tới cái đầu này để mà mình đánh mấy cái góc này nè. Đây nè, đó mấy cái góc kẹt này. Đây nè, đó, xong sạch sạch sẽ nè. Cái phần này phía trong mình chỉ cần đánh sơ là vì trong này khi mà mình đun để mỡ bò vô thì nó sẽ sạch sẽ trở lại nên không có ngại gì hết ha. Đó, còn đây là phía ngoài sơn lót đây. Đó nè, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sơn. Sơn lót đây, xài cái hiệu Ford này. Đây là cái chai sơn lót mình hay sử dụng nhất. Nó sử dụng cho sơn xe hơi cũng khá là tốt anh nè. Do là mình có đánh rồi á thì thành ra khi mình sơn lót lên nó sẽ rất là đều và nó đẹp lắm. Đó, giờ mình sẽ tiến hành mình để cho nó khô ha. Sơn lót mình sẽ khô nhanh thôi. Rồi, ok, mình cứ để đó đi. Giờ mình sẽ đi mình làm cái khác. Chút xíu mình sẽ sơn cho nó thêm một lớp sơn phủ nó là ok. Rồi. Này, đó anh em thấy không? Sau mình ngâm rửa xong rồi đó. Nó đặt quéo nó cái nhớt vậy luôn, anh biết cái đầu dơ của nó khủng cỡ nào. Đây đây, đầu búa mình đã để riêng. Đó, mặt đạn nhông rồi mình đã làm sạch sẽ nè. Đó. Thì bây giờ còn là những cái vết này, ok. Thì mình sẽ dùng cái máy mài á, mình đánh nó lại một chút xíu nữa thôi. Đó, những cái chỗ sét. Đó, mình đánh nhẹ nó lại một chút nữa là ok. Thank you.
xong cái phần kia rồi, ok, đây, bước cuối ra lại máy này chưa giao được cho anh khách nữa, ở tỉnh bây giờ không đi hàng được đó. Rồi sau khi mình đã sơn lót rồi nè, nó cho chúng ta một cái lớp phủ để mà chống xét. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sơn một lớp sơn phun. Đây, những sử dụng chè phót ha, cái này là sơn phun anh em ha. Đây, đó, Rai Silver No 36 loại 300, đây là sơn phun chứ không phải là sơn lót ha. Rồi, mình sẽ lấy một sơn phủ lên cái này. Sẽ để cho nó khô ha. Rồi mình sẽ đi làm khác. Rồi trong lúc mình chờ đợi những cái đồ kia nó khô á để mà mình tiến hành mình ráp thì ở đây mình sẽ xử lý trước cái phần pin anh em ha. Đó. Đây. Cái vỏ của nó đây. Đó. Thì bây giờ cái vỏ này hồi nãy mình đã nó có một cái đường đây nè, mình đã đục bỏ rồi ha. Bây giờ đầu tiên trước khi đóng lúc nào cũng vậy anh em nhớ không? Đó, bây giờ mình đo trước đi. Mình đo nhưng mà trước khi mình đo thì mình ướm. Rồi ok, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ướm. Đó, và chúng ta sẽ xếp pin như thế nào. Có những cái thế pin thì chúng ta phải cắt bỏ chân bớt hoặc là bỏ những cái chân pin bớt, có những cái thế pin thì không. Đó, chúng ta giống như là gọi là định hình trước cho cái khối pin. Ok, cái này thì ra nó hơi chật một chút thì đó, hơi chật một chút. Cái này chúng ta có thể phải đục bớt hai bên này xuống chút xíu, hai chân ốc đục và ở đây đó, đục ở đây. Ok, chúng ta sẽ giữ lại 1, 2, 3, 4 chân ốc này và chân ốc này chúng ta đục bỏ. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình đi đục và đó mình xếp vô cho anh em coi ha. Đây anh em, đó mình xếp pin thì cũng sẽ giống như mấy lần trước ha, giống như cái cục tuần trước là cục hiệu ti á, trước đó nữa chứ. Đó là mình sẽ pin về cứ thế mà mình sẽ làm thôi. Đó, bây giờ mình sẽ pin xong rồi, bây giờ thì trước khi đóng lúc nào cũng vậy, mình sẽ làm lại cái thao tác cũ đó là đo và cân áp ha. Rồi để anh em đợi mình chút xíu. Đây đó, luôn luôn là như vậy anh em ha. Đây mình vẫn là sử dụng pin Samsung 25R đó, luôn luôn là như vậy. Đây pin Samsung 25R thì trước khi đóng chúng ta sẽ đo ha. Cái này thì mình sẽ làm hoài, mình không bao giờ bỏ cái công đoạn này, lúc nào trong video cũng sẽ có. Đó, 345, 364, 355, 354, anh em thấy không? Pin nó không đều. Ok, cái này là do trạng thái sức xưởng của nó ra thì nó như vậy thôi, nó không thành vấn đề. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bỏ vào khay cân áp và chúng ta sạc thôi. Đó, đây khay cân áp đây. Chiều âm dương anh em ha, đây âm dương rõ ràng, âm là âm dương là dương, thì lúc nào cũng chú ý đừng để lộn anh em ha, để lộn là nó bốc khói luôn á. Đó, chúng ta để song song như vậy. Đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sạc lên. Đó, hôm nay thì mình sẽ tiến hành mình sạc đầy luôn. Đó, mình sạc đầy. Đó là khi anh em để vậy nè, anh em đo nó dẫn ra nè. Đây nghe thấy không? Ý hết pin rồi. Đây nó đang cho chúng ta cái điện áp 357 thấy không? Đó thì nó đang cân đó, cứ để cho nó cân thì mình sẽ tiến hành mình đem mình sạc thêm nữa là xong rồi, cứ sạc đầy luôn đó. Tại vì sao? Tại vì bữa hôm trước có một anh nói là làm xong không có đo dung lượng sao biết. Ok, mình làm anh em tùy theo à, anh em thích cái gì mình sẽ làm theo cái đó, mình show cho anh em coi thoải mái. Chút xíu nữa mình đóng xong khối pin mình sẽ tiến hành mình
đo dung lượng nguyên khối bên cho anh em coi ha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi đóng và mình ghép lại như cũ thôi. Đó, khối pin này thì không có gì thay đổi, thì mình sẽ làm mình lược bỏ cái công đoạn này. Rồi, ok, mời anh em đón xem tiếp ha. Rồi, hello anh em. Đây nè, đó, đây là cái khối pin nè, anh thấy không? Đó, cái mô hình mình xếp thì nó giống y như từng rồi thôi. Giống như mấy cái đợt trước mình làm mấy cái pin 4m á, đó, 4m mà độ từ Niken qua bên Lyon thì nó cũng đều xếp như vậy. Thì mình nói với anh em lại một lần nữa ha, tùy theo cái khung vỏ ha. Đó, ví dụ như cái này. Giờ chúng ta đặt vô nè, em thấy nó vừa khít luôn á. À, đây. Cái này thì nó hơi chậm chút xíu. Đó, anh em đợi xíu ha, để mình nghe điện thoại cái mình sẽ quay lại. Đó, đây nè, thấy không? Có một số cái trường hợp á là mình phải chịu khó mình bỏ đi vài cái chân ốc thôi. Thì cái này mình dán keo vẫn được. Ok, mình giữ được hai chân ốc dưới này. Đó, thì vậy. Ha, mình bỏ ba chân ốc trên này không thành vấn đề. Chút xíu nữa mình sẽ dán keo chính xác mình phủ hết trên này thì không cũng vẫn không sao. Đó, ha. Đó, mình sẽ như vậy. Nó sẽ ok cho anh em hơn. Đó. Bỏ làm cái mạch nữa thì khoảng cách rất là đẹp, anh em thấy không? Cực kỳ an toàn. Rồi. Bây giờ mình sẽ ghép mạch vô rồi mình đóng thành khối cho anh em ha. Đây. Rồi, đây là cái phần pin mà mình đã câu xong mạch đó. Thì anh em muốn coi cái cách này đóng thì để cái video này nó không có quá dài. Mình bữa nay mình tập trung vào cái phần vệ sinh và cái phần test phục hồi lại cái máy. Thì cái phần pin này mình hồi nãy qua các cái bước như cân áp, ghép khối đồ á, anh em có thể coi lại những cái clip cũ với mình ha. Nhưng mà khối pin thì khi mà làm xong thì nó sẽ ra như thế này. Thì bây giờ á, mình sẽ tiến hành mình test cái dung lượng của cái khối pin này nè. Theo như cái yêu cầu của một cái anh đợt trước anh đã nói thì ok, đây khối pin đã đóng xong. Trước khi mình lắp vào mạch thì ok, mình sẽ test. Đó, mình test, đây là test dung lượng ha. Test dung lượng xong thì chút xíu nữa bắt đầu mình sẽ test sạc. Bây giờ mình sẽ test dung lượng trước. Rồi, đây là cái bàn test dung lượng của mình đây. Đó, ok, thì bây giờ anh em đợi một chút để mình nói các cái cực lại rồi mình test ha. Đây anh em, đó, đồng hồ nó đang điểm cho mình là khối pin này là 16.78, tức là sạc đầy. Đây là khối pin 4S đây. Đó, giờ mình sẽ để khối pin đó, mình đang test dung lượng ha. Giờ mình sẽ khởi động nè, đây đó, mình zoom lại cho anh em dễ nhìn. Đó, đây. Rồi mình sẽ khởi động. Đó, nó bắt đầu nó test dung lượng của cái khối pin này ha. Đây, khối pin này. Đó, khi nào nó test xong thì mình sẽ tiến hành mình lắp vô cái bộ pin để mà mình test sạc qua bên kia. Còn bây giờ mình sẽ qua bên này mình ráp cái máy. Máy nó cũng đã khô, tất cả các cái nó cũng đã khô rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp máy, anh em xem với mình ha. Đó, bên kia thì nó đã xong, nó đang test khối pin. Thì bên này chúng ta sẽ tiến hành chúng ta ráp cái máy này vô. Đây, cái đầu đã được sơn xong rồi anh em thấy không? Đó. Mình qua 2-3 lớp mà mình sơn phủ và sơn lót thì nó sẽ cho chúng ta được một cái độ mịn cũng tương đối là ok. Đó, anh em thấy không? Mình cứ chịu khó mình tẩy sơn. Mình đánh xong thì nó sẽ được như thế này. Đó, độ phủ của nó rất là đẹp. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái này vào ha. Bây giờ mình sẽ từ từ mình đi từ bước một, anh em chịu khó đón xem ha. Đây là cái đầu tiên là cái này gọi là cái rotor. Đó, rotor mình đã làm vệ sinh sạch sẽ, anh em thấy không? Đây. Đó, thì mình dùng cái những cái này nè. Đó, mình đánh thì nó sẽ sạch sẽ thôi. Đó. Cái phần này cũng vậy. Cái này là cái củ góp nè. Đó. Thì mình dùng cái máy khoan á, mình kẹp mình đánh cái phần này nó sẽ sáng bóng thôi, để cho cái phần than tiếp xúc nó sẽ tốt hơn. Đó, thì mình sẽ đi từng bước một ha. Đó, đầu tiên là mình sẽ lắp cái đuôi than vào đây, cái bạn đạn đuôi đây. Đó, mình gắn nó vào. Rồi anh em chờ chút xíu ha. Đó, đây cái này ha, anh em đi từng bước ha. Bắt đầu tiên là mình bắt đầu từ cái này, cái phần nhông nhựa tới cái bạc đạn đi vô tới đây. Đó, anh em nên nhớ ha, trong quá trình mình làm thì mình nên đặt xuống đất như thế này. Tại vì sao? Đây, mình nói anh em nghe. Khi mà anh em có cái điểm tựa như vậy nè,
thì anh em sẽ làm rất dễ. Và khi mà chúng ta ráp vô, chúng ta đừng lúc lắc vậy nè. Đó, rơ nhẹ cái nó vô của cái kịch là xong. Anh em nhớ giùm mình ha, đồ nhựt nó không có dư đâu, nó không có chuyện dư hay là gì trơn á. Mình lắp vô mà cấn móp thì mình phải tháo ra ngay tất cả các bước mình làm lại từ đầu, chứ không bao giờ có cái chuyện mà đồ nhựt là nó dư hay thế kia anh em ha. Đó là xong cái phần cái này gọi là rotor và tator. Đó thì đã xong. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tới cái phần cầm búa nè. Đó, tới cái này. Cái này là cái mới là cần cho anh em lưu ý đây. Thì mình sẽ đi kỹ vấn đề này. Đó là bạc đạn này nè. Thì chúng ta khi mà để cho nó vận hành tốt, chúng ta phải xài cái mỡ bò này. Đây là cái mỡ bò loãng, chứ không phải là cái mỡ bò đặc như bình thường chúng ta hay sử dụng đâu. Thì cái mỡ bò này nó có một cái hay của nó, đó là nó loãng á, nó sẽ làm mát máy hơn, chứ không phải là không nên sử dụng cái mỡ bò đặc như anh em hay sử dụng ha. Mỡ bò của máy thì nó khác hoàn toàn với lại mấy cái mỡ bò thông thường của xe Honda nè, anh em thấy không, nó lỏng le lỏng le. Đó thì tôi sẽ cho vào đây một lớp, đó cho vào đây, cứ chét đi, nó lem lem lên này không sao hết. Cái khúc này mới là cái khúc quan trọng để cho anh em để ý, chứ lắp máy thì nhiều anh em tháo ra được thì anh em sẽ lắp được thôi, nó không khó. Nhưng mà khi đi cái mỡ bò này thì mình cần lưu ý với anh em chút xíu thôi, khúc này thì nó sẽ hơi mất thời gian. Video này nó dài tại vì mình không có cắt ghép đó, nhưng mà mình muốn lưu những cái trọng điểm cho anh em thấy rồi, đó là vệ sinh thì làm như thế nào, khúc nào cần lưu ý cái gì, thì đó mới là điều mình mong muốn. Đi từng bước ha. Đó, khúc này là khúc vô mỡ bò, đây là khúc mình muốn nói nhất. Rồi chúng ta đi cái này thì chúng ta quẹt nhẹ đây, đó đưa vào, đó anh em thấy không. Sau đó chúng ta mới nhớ bỏ cái chốt bi của nó vô, đó chúng ta cứ rơ nhẹ thôi. Khúc này thì giơ tay xíu không sao, đó anh em xoay nè, anh em thấy không, mỡ bò nó được dàn trải đều trong đây hết. Đó tương tự bên đây cũng vậy nè, đó mình qua, đó, đặt vô. Giờ sau đó là mình tiến hành mình là gắn thêm cái chốt bi này vô, đó chỉ cần cầm lắc nhẹ thôi, đó của nó là nó sẽ vô ngay ngay tấp lự. Rồi nhớ cho nó cái miếng đệm ha, lúc nào trong tất cả các cái máy đều phải có cái miếng đệm này hết á, để nó giữ không rơi. Đó giờ chúng ta đã có được một cái phần mỡ bò này rồi, ok rồi. Rồi sau đó tới cái phần bạc đạn này nè, đó đây em mới tiến hành là em đóng vô. Đó thì cái này tới đây ok, nhiều anh em sẽ hỏi giờ sao đóng, rất là dễ. Giờ mình để yên đây ha, mình sẽ lấy một cái công cụ, đó cái này mới là cái mình muốn lưu ý với anh em. Đó, đây một cái phần nhông thôi, này nè gõ nè. Từ từ nó sẽ vô thôi. Đó, anh em thấy không? Đang nó đã vô một cách đẹp đẽ ngon lành. Đó, sau đó chúng ta dùng một ít mỡ bò loãng nè, chúng ta miết nhẹ lên trên cái bạc đạn này. Đó, miết nó. Chúng ta miết như vậy á thì nó sẽ có một cái khối rất là rắn chắc cho cái phần bạc đạn trên này. Chút xíu dưới này mình sẽ xử lý sau ha. Chưa có làm phần này đâu, nhưng mà chúng ta vô mỡ bò cho nó cái nào ra cái đó trước đây. Rồi ok, xong cái phần đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tới cái phần này, đó là phần nhông này nè. Đó chúng ta sẽ dùng mỡ bò loãng luôn, chúng ta miết nhẹ vô đây, đây cho nó một lớp mỏng thôi anh em ha, một lớp mỏng thôi. Đó miết như mình nè, quên lên. Đó, mỡ bò càng loãng càng tốt. Đó. Cái mỡ bò này thì mai mốt có dịp mình sẽ chia sẻ lại cho anh em cái công thức để mà pha ra nó. Cái này thì lúc này mình chưa về được cái đồ của nó. Mỡ bò mình vừa hết rồi, thì cái này mình đã pha xong rồi, mình không có nói được. Đó. Khi nào mà làm đâu đó đàng hoàng rồi mình sẽ nói cho anh em nghe. Ha. Rồi giờ chúng ta sẽ đặt nó vào đây trước. Đó ôi sorry, cái này ráp sai rồi, để mình lắp lại rồi mình nói tiếp ha, quên mất cái vụ đó.
Đây anh em, đó, sau khi mình lắp cái dòng này vô ha, tất cả cái nó đã khớp rập vậy nè, đó, ok. Rồi, thì khoan hãy gắn cái phần nhông vào đầu búa, chúng ta bắt buộc chúng ta phải gắn cái này trước. Đó, thì đây là cái độ để kiểm chứng nè. Anh em nhớ mình nói hay nói câu là đồ nhật không có dư. Ha, đồ nhật thì thường thường sẽ không có dư. Nên khi mình gắn á, anh em để ý là nó nằm vậy rồi, mình lúc lắc rồi đó, coi nó có cái gì kênh ra không, nhìn kỹ lại một lần nữa, ok, tất cả các cái nó đã vô khớp rồi, không cấn dây nhợ, các cái nó đã nằm đâu đó hết rồi đó. Thì bắt đầu chúng ta mới tiến hành chúng ta lắp vào đó. Để ý nhất là cái này nè, hay quên cái này nhất nè, rồi nó đã nằm khớp rồi thì ok, chúng ta có thể lắp cái phần này vô trước. Máy thì tất cả các máy nó là ná nhau, nó không có khác nhau đâu. Đối với máy bắn vít nha, mình không nói máy khoan nha, máy khoan nó là một cái cấp độ khác nữa đó. Đó. Chúng ta để sát xuống dưới đất như thế này. Nhìn kỹ lại một lần nữa. Đồ Nhật nó cứng ở đâu thì nó không bao giờ nó cho anh em lắp vô được đâu. Nên là anh em đừng có tưởng là mình đè mình nhấn ha. Đồ Nhật không có đè, không có nhấn đâu. Đó, nhưng mình đang đi rất là từ từ luôn á. Mình đi như bình thường sao là mình cũng sẽ phải làm như vậy cho anh em coi. Tại vì mình cũng vậy. Máy thì nó nhiều loại lắm, na ná chứ không hẳn là nó giống đâu. Đó, thấy không? Nhiều anh em làm tới đây bắt đầu cầm lên, không có phải đâu. Kệ, không lắp được thì từ từ lắp. Tuyệt đối không có cầm lên. Cầm lên là nó bung ra liền. Lắp vô phần này rồi thì tự khắc mấy cái khác nó vô à. Đó, nó cấn nhẹ cái tấm kim loại bên hông đây nè, đó, cấn chút xíu thôi mà vậy đó. Rồi, mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình lắp vít vô. Đó, vít nào ra vít đó ha, vít máy ra vít máy. Đó, vít này của mình vít điện tử nên là siết hết tay nó cũng không có sao, không ăn gì hết. Đó. Tại vì nó có cấp trượt. Ốc là không có dư nha anh em à, chứ đừng ráp sao mà ý sao dư con ốc nha, không có nha, dư là mệt mỏi luôn á. Cái này ốc đuôi, sorry. Đó, kiểm tra lại sơ lược lần nữa nè, đây còn đây, thấy không, không có dư được đâu. Đó, khớp rập sát rạc đâu đó đàng hoàng, ok. Rồi giờ sẽ tiến hành lắp nắp thang. Giờ trong lúc đó mình đi ráp cục pin đã, ráp cục pin vô để mình thử một tờ cho anh em coi. Rồi đây ha, khối pin của mình nó đã ngắt ở 10.5V đó, và nó đã đo được là 5.152 mAh. Đó, khối pin nó đã ngắt đây. Đó, dung lượng là đủ. Đối với các cái pin Samsung hay là pin hãng á, họ báo với mình 2.500, kép là 5.000, nhưng lúc nào dung lượng đo nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Đó là cái trạng thái pin mới anh em ha. Đó, anh em có thể nhìn thoải mái, dung lượng đã đo đầy đủ theo yêu cầu của một số anh em là mình test luôn dung lượng. Thì từ rày trở đi tất cả các video sau này khi mình đóng pin mình sẽ đều test dung lượng cho anh em coi hết. Rồi, bây giờ đã test xong, mình sẽ tiến hành mình ráp vô khối pin nữa là nó sẽ xong. Giờ mình sẽ qua bên kia mình lắp đầu búa vô nữa là hôm nay là video dọn nó sẽ được hoàn thành, giờ mình sẽ test máy nữa là ok. Mời anh em xem tiếp với mình chút xíu nữa ha. Đây anh em, đó, đây là cái khối pin sau khi mình đã hàn xong các cái dây ha. Thì anh em nhớ đổ keo ha. Đây, mình đã có đổ keo nè, anh em nhìn thấy cái đường đèn nó có sáng sáng không? Đó, mình nhớ lúc nào cũng vậy. Mình làm xong, mình hãy chịu khó mình đổ keo, mình phủ mạch. Và bây giờ mình sẽ ráp cái khối pin này vô trong vỏ này. Đó, anh em nhớ kiểm tra lại một lần nữa mình đã dán đầy đủ hết rồi ha. Đó, test dung lượng rồi xong, bây giờ mới là mình sẽ test sạc. Thì đó, trong quá trình mình test sạc thì mình ráp cái máy kia xong, nó vừa sạc đầy thì mình sẽ thử máy luôn là ok. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô khối pin. Đó, anh em nhớ cái công đoạn này ha, đừng có quên. Ok.
Đây, đây là cục sạc 16V8 mà mình hay tặng kèm cho anh em, 16V8 2A ha. Đó, mình sẽ tiến hành mình test sạc. Giờ mình sẽ sạc luôn chứ không có test nữa. Đó. Đây. Đèn đang báo đèn xanh anh em ha. Đây, đèn báo xanh. Mình sẽ ghi vào. Đó. Đang nhận sạc nha anh em. Đây, đèn đỏ. Sạc adapter là vậy đó, đó. Anh em thấy không? Đây, mình ghim vô trên. Đó, đèn nó đang báo sạc. Rồi, ok. Mình cứ để cho nó sạc đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ráp cái đầu gối cho nó lên xong, rồi mình sẽ thử máy. Mình sẽ test luôn cho anh em coi. Này, đây mới là cái phần mình lưu ý ha. Tới đây rồi thì anh em khoan hãy lắp đầu gối vô, mình khuyên anh em luôn. Tại sao? Mình phải thử trước đã, mình thử coi là cái phần động cơ này nè, than nè, cổ góp các cái nó đã bóp nó đã được chưa. Mình thử xong đi. Đó, đây nè, mình phân loại nè, đó nè, thấy không? Thử từ điều tốc tới đèn. Đó, đảo chiều. Đó. Anh em thấy không? Mình thử xong như vậy đi, rồi sau đó mình hãy gắn đầu gối vô. Tại vì đây là kinh nghiệm xương máu thôi. Một lần trước mình có một lần lâu lắm rồi, 4-5 năm về trước mình làm, mình không có thử, mình lắp hết vô, mình bóp nó kẹt kẹt, mình bóp hoài, bóp một cái rồi cháy cò luôn đó. Thì đối với anh em á, mình mới làm á, mình cứ làm từ từ theo các cái bước này, chậm một chút không có chết đâu anh em. Nhưng mà mình nói thiệt, nó có cái lợi cho anh em dữ lắm luôn, nên anh em cứ cố gắng mà mình theo những cái bước này đi. Chứ mà nhiều khi á, mình làm xong á mà nó bị trục trặc gì, trời ơi, nó điên dữ lắm luôn ha. Bây giờ xong tới đây rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái phần này vô. Đó, cái phần cuối cùng đây nè. Đó, chúng ta lắp vô, chúng ta xoay. Xoay nhẹ thôi. Đó. Cho các cái phần này nó ăn nhân khớp với nhau nè, anh em thấy không? Nhìn. Đó. Thì tới đây rồi. Mình lại một lần nữa. Mình đi chậm chậm mình xoay. Mình coi coi nó vô khớp chưa. Thật sự thì cái motor này nó đã gắn khớp vô đây rồi thì xác suất nó bị giật là ít lắm. Rồi, tiếp theo mình đi bước cuối, đó là mình vô mở bò cho cái phần cục búa này. Đó, đây là một cái phần khá quan trọng. Đó, anh em thấy không? Đây, giờ mình tháo ra ha. Thì anh em để ý, đối với cái dòng xít này thì nó có cái miếng ron cao su nè. Thì bây giờ mình khoan đi. Mình cho nó một lớp mở bò vô đây trước. Đó, đây. Mở bò cho nó lắp đầy các cái khoảng này đi. Đó. Cái khoang trong đây nè. Tại vì cái phần này là cái phần chịu lực tác động nhiều nhất. Đó. Cho nó lắp vô. Anh em thấy cái mở bò mình nó lõn lọt nè. Đó, lõm lem lét. Đó, nó đã lắp rồi. Thì bắt đầu mình mới đi tới lớp tiếp theo là mình kéo, mình phủ. Đó. Mình phủ. Phủ hết các cái dòng búa này, các cái phần của cái lon, này gọi là cái lon búa. Đó. Phủ xong ha. Mình phủ xong, mình để nó qua một bên. Rồi, đối với cái này lưu ý nè, để cho anh em khỏi quên. Đây, mình phải gắn cái ron cao su này vô trước. Đó, đây là cái ron nằm ra rồi, thấy không? Đầu nhật nó không có dư. Ha, cái này thì là chỗ này nè, đây. Anh em thấy nó khuyết một đường, đúng không? Bên này thẳng bằng. Thì anh em đừng có lắp ngược nha. Cái thần này là của cái phần đi xuống. Cái này nó tiếp xúc với lại cái búa nè. Nè, anh em nhìn nè. Đó, anh em thấy không? Xoay nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ vô như thế này. Đó. Rồi mình lại tiếp tục, mình cho nó một lớp mở bò vô đây. Rồi bắt đầu mình cầm cái cây mình xoay nè. Đó. Thì khi mà búa nó va đập, nó tác động á, thì không có sao cả. Đó. Chẻ vô đây. Không có chết tay nào đâu mà lo. Đó. Anh em chịu khó ha, khúc này, đó, múc đổ vô đây. Rồi, chỗ này nó đã xong, mình để nó qua một bên, đừng quan tâm gì tới nó hết á. Rồi mình mới chét nè, đó, bắt đầu bây giờ nè, mình mới rút cái này ra lại chút đi. Mình đi mở bò ở đây nè. Đó, chét đây. Chét đây, các cái rãnh này cho nó ăn vô. Anh em thấy không? Làm mấy cái video này cho anh em coi thì nó hơi dài dòng á, tại vì mình không có muốn bỏ công đoạn. Mấy cái công đoạn kia thì anh em coi thì có thể coi lại vào những cái clip trước, còn riêng những cái này thì là ráp này dễ điên, dễ thực cực kỳ dễ điên. Đó. Xong cái này ha,
bắt đầu mình lật tới cái này, chẹt cái này đó, cho nó len vô, mở loãng mà bởi vì làm cái này nó hao lắm, nhưng mà không sao đâu. Đó, đừng có sợ giơ tay chứ, cứ len vô. Đó, rồi xong rồi ha, bắt đầu mình mới đặt vào đây, mình đặt vào đây đi, mình làm tiếp một cái bước tiếp theo nữa chứ không phải là xong đâu. Đó, tại sao mình làm vậy? Đó, mình xe, đó chưa vô hết à. Đó, chỉ cần chút chỗ này mà nó cần một động tác méo thôi cũng vẫn đứng búa như thường. Đó, nó vô nè, thấy không? Quay nhẹ hiệu ha, đó quay tay nè, đó nhẹ nhàng. Rồi sau cùng nè, mình mới chét đây. Đó, rồi cho nó đứng lên ha, cho nó đứng lên, tại mình làm giờ bà cố luôn, sợ dọn mấy máy lắm, bởi vì khách quen mình mới làm. Anh này anh mua máy cũng nhiều rồi, nhưng mà cái này đồ kỷ niệm ghi nick gì của anh đó. Ở đây có cái rảnh nè, sẽ vô như thế này đó, anh em thấy không? Đó, thì bây giờ mới tới ốc của nó nè, đây ốc nó đây. Giờ mình sẽ đi lấy cái máy mình lắp ha, lắp xong rồi mình test tiếp cho anh em coi. Đó, đây nè anh em, đó mình đã lắp xong, anh em thấy không? Nhìn nãy tay mình cầm dơ, chút xíu nữa mình chùi nhẹ lại cái nên là nó sẽ sáng bóng thôi. Nhưng mà anh em đó nhìn thấy không, một chú máy nó được vệ sinh xong xuôi đâu đó đàng hoàng rồi đó. Đó, lớp sơn nó cũng đẹp đẽ anh em thấy không? Rồi, bây giờ trước khi thử ha, nhớ kỹ ha, sọt cái vít vô nè, làm lại lần nữa nè. Đó, nè, xoay nhẹ cái đầu vít nè, anh em thấy nè, anh em nghe thấy tiếng kêu không? Đó, thì nó đã hoàn toàn hoạt động rồi đó. Đó, ha, nó không có cứng búa ha. Đó, rồi bây giờ mình có thể thử, mình có thể test rồi. Ok, đó, đầu tiên test mũi vít nè. Đó, ngon lành cành đào. Ok, rồi đây bên em sạc đây rồi. Đó, test chức năng các kiểu. Đó, đây chiều tóc anh ha, thẳng đảo chiều. Đây, đó máy của đại ca xong rồi nha đại ca, nhiệm vụ của em đã xong, bây giờ em sẽ test cho anh coi. Đó, viên 144 đóng lại cho anh luôn rồi đó. Rồi giờ sẵn test để cho mấy anh em cùng coi luôn. Đó, thì yêu cầu em test dung lượng em cũng test rồi, bây giờ thì em sẽ test máy. Thôi khoan, để dùng xa xa ra. Rồi ok, 144 ha, đầu tiên là em sẽ test vít. Nay mới đi mua được vít mừng muốn chết. Đây, máy 144 nha anh em. Đó, máy kỷ niệm gì đó của anh khách anh đi bãi đó, đầu video mình đã nói đó. Năng bắn vít, vít dài ha anh em ha, 144. Rồi, bây giờ em qua em bắn tôn cho mấy anh coi ha. Bắn vít dài. Quên, đứng nãy giờ che. Dòng xít này thì nó xài cũng tám được. Đó, than của anh là nó còn zin nên em giữ lại anh ha. Than của anh là than zin, than kiểm tra còn dài. Đó, video hôm nay là vệ sinh review. Đó, test máy đó, thẳng đều tốc đảo chiều, phục hồi lại con này cho anh khách. Máy ship 14.4V của Nhật anh em ha. Đó, lúc sáng lúc mà nhận là một bịch và một cái vỏ, đây cục pin.
giờ thì làm cái ngày nay xong rồi đó anh em. Rồi báo giá luôn trong đây, cục pin này đóng cho ảnh tiền công là 700 ngàn, tặng cho ảnh sạc. À, anh yêu cầu sạc nhanh thì mình tặng cho anh sạc nhanh 3 có quạt luôn ha. Giá là 700 ngàn. Vệ sinh cái máy này thì thôi, ảnh này cũng là khách quen. Bình thường vệ sinh cái máy full làm mới mở bò này nọ các cái là 200 ngàn, nhưng mà cái này làm cho ảnh 100 ngàn thôi. Đó, nguyên một ngày đóng pin của em bỏ, em làm chủ yếu là làm video để cho anh em coi. Đó, nếu anh em thấy hay, hay bổ ích, xin hãy cho em một lượt đăng ký kênh và bật thông báo để mình đón xem những video mới hơn anh em ha. À, mình là Thạch, chủ kênh 8811, cũng là chủ shop 8811 luôn. Chúc anh em được an toàn, khỏe mạnh, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid. Xin chân thành cảm ơn anh em đã xem video tới thời điểm này. Chúc anh em dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em vào ngày thứ Chủ nhật tuần này. Chân thành cảm ơn anh em.